Buka và Gin Tuấn Kiệt giàu cỡ nào mà tổ chức đến năm buổi lễ đám cưới. Sau nhiều năm không công khai, cuối cùng Buka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức về chung một nhà sau màn cầu hôn vào giữa năm 2023. Đám cưới của cặp đôi bắt đầu được tổ chức vào đầu tháng 11 và kéo dài đến nay vẫn chưa kết thúc. Được biết sau khi cặp đôi làm lễ gia tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, đã mời bạn bè đồng nghiệp đến khu resort cao cấp ở Cam Ranh Khánh Hòa vào ngày 4 tháng 11. Không lâu sau, cả hai tiếp tục đãi tiệc linh đình tại một trung tâm nhà hàng hội nghị nổi tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz Việt. Chưa dừng lại ở đó, cách đây ít ngày, Buka và Gin Tuấn Kiệt vừa hoàn thành xong lễ cưới tại nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh và chỉ còn ít giờ nữa đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại quê nhà Đồng Tháp. Việc Buka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức tổng cộng 5 buổi lễ trong chuỗi siêu cưới tháng 11 khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ, một số dân mạng cũng tự hỏi về khối tài sản khủng của hai vợ chồng ra sao mà chưa lớn tổ chức nhiều tiệc cưới như thế. Được biết, Buka và Gin Tuấn Kiệt tuy là những nghệ sĩ trẻ của Vbiz nhưng lại có nhiều năm hoạt động trong nghề, đặc biệt sự duyên dáng hài hước của cặp đôi nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả lẫn tiền bối, nhờ vậy mà nhiều lời mời đi show, đóng phim vẫn tìm đến cặp đôi. Buka từng chia sẻ lúc trước hoàn cảnh nhà cô có điều kiện khá giả. Tuy nhiên khi cô vừa muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật thì công việc kinh doanh của gia đình thua lỗ dẫn đến phá sản. Buka cho biết nhà mình bỗng nhiên nghèo đi khiến việc trang trải chi phí học của cô càng thêm khó khăn. Một điều khủng khiếp là mình không biết tương lai thế nào, tiền đâu để thuê phòng trọ, tiền đâu để mua một ổ bánh mì. Nhiều lần dừng xe ở công viên khóc nức nở vì nhận tin nhắn của cha. Buka rơi vào cảnh nghèo khó vì gia đình kinh doanh thất bại. Tuy nhiên sau này nhờ chăm chỉ làm nghề, buca ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ ảnh đi ăn sang trọng, đi du lịch thư giãn và giúp đỡ tiền cho gia đình. Theo hình ảnh buca mới chia sẻ, có thể thấy khung cảnh đám cưới miền quê của cô và Gin Tuấn Kiệt được trang hoàng trong một biệt thự hoành tráng với khoảng sân vườn rộng rãi. Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt được biết đến là con trai của một gia đình nên luôn nhận được nhiều sự chăm chút của người thân. Tuy hiếm khi flex về độ giàu có, nhưng nhiều netizen soi được hoàn cảnh gia đình Gin Tuấn Kiệt không phải dạng vừa. Đặc biệt là trong lễ gia tiên, mẹ ruột Kim Tuấn Kiệt đã trao tặng bộ trang sức kim cương 2 tỷ đồng cho con dâu Puka, khiến ai cũng trầm trồ. Puka Jim Tuấn Kiệt tiết lộ không lo vỡ mộng sau đám cưới vì lý do này. Cảm xúc của anh chị ra sao sau đám cưới có giống như những gì cả hai từng nghĩ về ngày hạnh phúc không? Puka, tôi cảm nhận mình nhận được nhiều hơn những gì mong đợi, đó là tình cảm của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Tôi không nghĩ đám cưới của mình lại được mọi người quan tâm yêu thương như vậy, tôi rất hạnh phúc. Do tính chất công việc của hai vợ chồng nên hiện chúng tôi không sống chung với bố mẹ mà chỉ ở gần. Những ngày rảnh bố mẹ hay qua nhà tôi chơi, ăn uống, trò chuyện, còn chuyện làm dâu chắc chắn tôi phải làm, lấy chồng thì phải làm dâu chứ. Jin Tuấn Kiệt, thời gian trôi qua những khoảnh khắc trong đám cưới có thể trở thành kỷ niệm, nhưng ở thời điểm này tôi thấy những điều ấy như vẫn đang xảy ra, lan tỏa và tôi đang tận hưởng. Hồi tháng 7, cả hai gây sốt khi vào vai cô dâu chú rể trong chương trình thực tế hành trình rực rỡ. Đây phải dụng ý của cả hai trước khi công bố chuyện tình cảm với công chúng. Puka, đây đúng là chương trình truyền hình thực tế vì họ sẽ không cho tôi biết tiếp theo mình sẽ chơi hoặc trải nghiệm điều gì. Khi đám cưới xảy ra, tôi bỡ ngỡ vì tự chấn an bản thân. Lúc đứng ở bàn thờ gia tiên, tôi run và hồi hộp vì thấy giống đám cưới thật quá. Lúc vái lại, tôi cũng cầu xin ông bà là chúng con chỉ đang đóng phim thôi. Chuyện tình cảm và đám cưới của chúng tôi chỉ có một số người thân thiết như anh Trường Giang, Duy Khánh, Huỳnh Lập biết. Vì vậy lúc ghi hình anh Trường Giang còn nói nhỏ với cả hai là giờ đám cưới giả biết đâu cuối năm cưới thật thì sao. Còn phía chương trình thì không biết thông tin vô tình rơi vào đúng tập đó nên họ đẩy thuyền luôn. Duyên Tuấn Kiệt, khi nhớ lại tình huống này tôi mắc cười, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có sự sắp đặt tính đoán trước. Anh Trường Giang không phải ông Mai, khi biết chuyện tình của cả hai, anh đồng hành, ủng hộ và chia sẻ rất nhiều. Việc anh giữ bí mật đến phút cuối về những tiết mục dành tặng cho cô dâu trong đám cưới có gặp khó khăn. Jin Tuấn Kiệt vợ cứ thắc mắc sao sắp cưới đến nơi rồi mà suốt ngày thấy tôi đi làm nhạc thu âm, tập nhảy, tôi đáp là đi tập để đi diễn, vợ bảo đám cưới không lo mà lo đi diễn. Puka tôi thấy cũng bực lắm, đám cưới đến nơi mà sao chồng mình vô tư thế, trong khi show diễn cả hai đã tạm gác lại đến cuối năm, tôi có hỏi thì anh cứ trả lời qua loa, tôi bận quá nên cũng đi lo việc khác. Tôi thấy cũng lạ là chồng tập nhảy quá trời mà trong tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh và Cam Ranh không thấy anh nhảy duyên tuấn kiệt lúc nhảy là khúc tôi dẫn cô dâu lên sân khấu thôi tôi và vợ sẽ dành đoạn nhảy đó gửi tặng khán giả sau puka tôi rất xúc động khi nghe những bài hát chồng tặng mình vì câu chữ khá giống với những gì cả hai đã trải qua và những gì mà tôi đã chia sẻ với ông xã sau đám cưới mọi người hay bàn về chuyện lời lỗ cả hai đã khui phong bì chưa và sẽ dùng tiền mừng cưới vào việc gì puka ở cam ranh khoảng 9 bàn tiệc 99% khách mời đi đủ chỉ có vài người bạn thông báo trước không dự được vì bận việc riêng khách mời là những người bạn cực thân của cả hai họ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 4 năm yêu tiệc ở thành phố hồ chí minh hơn 40 bàn 90% khách mời đến dự cuối năm thường mọi người bận rộn vướng lịch phim ban đầu cả hai chỉ nghĩ 50 50 là khách mời sắp xếp được nhưng không ngờ mọi người lại đến đông đủ như vậy Duyên Tuấn Kiệt, tôi rất xúc động, nhất là việc mọi người đến đông đủ quẩy hết mình không màng thời gian, 22 giờ nhà hàng đóng cửa nhưng mọi người vẫn ở lại, đến 23 giờ 30 cũng chưa ai về, bắt buộc tất cả phải đi tăng hai chơi đến 3 giờ 30 sáng mới về. Puka, trước đám cưới các bạn bè thân hay đùa là chắc đám cưới này sẽ lời lắm đây. Tôi đáp lại, chỉ Huế vốn là mừng rồi. Đám cưới đời người chỉ một lần vợ chồng tôi dồn hết tâm sức để bữa tiệc được chỉn chu nhất có thể. Còn vấn đề lời lỗ thú thật cả hai không quan tâm lắm. Theo như tính toán sơ hiện tại thì lỗ nhiều. Tiền mừng cưới sẽ dùng vào việc chi trả cho các khoản tổ chức đám cưới. Mà thú thật là lỗ nhiều, phải bù vào đó. Cái lời ở đây là những tình cảm mà khán giả người thân đã dành cho mình, điều đó rất chân quý. Trước khi cưới vợ, thường nam giới sẽ tạo vững chắc kinh tế, có số tiền dành dụm nhất định, có nhà riêng. Jin Tuấn Kiệt đã chuẩn bị được những gì? Jin Tuấn Kiệt, tôi đã mua nhà trước khi cưới vợ, đó là một căn hộ, người ta hay nói là an cư lập nghiệp. Nếu như chưa vững chãi mà cưới vợ sẽ không lo được cho vợ, sau này là con cái, như vậy rất tội nghiệp cho người phụ nữ. Puka, khi ông xã mua nhà thì anh có chia sẻ với tôi, tôi nói mong muốn có một căn phòng màu hồng. Nhà thì theo phong cách hiện đại, tông xám nhưng lọt thỏm có căn phòng kỳ lạ của tôi. Bạn bè đến chơi ai mở căn phòng của tôi đều bất ngờ, tưởng như của em bé. Ông xã biết tôi thích nấu ăn. Khi ấy anh chưa cầu hôn tôi, nhưng xác định lâu dài với nhau. Anh tự vẽ nên căn bếp, đầy đủ các thiết bị, thậm chí là anh mua trước bộ dao thớt trước khi xây nhà. Lúc đó tôi cảm thấy bị siêu lòng. Theo anh thế nào là người đàn ông trụ cột của gia đình? Dinh Tuấn Kiệt, tôi nghĩ mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau. Với tôi, người đàn ông trụ cột là nơi để vợ mình dựa vào lúc cần. Có những việc sửa chữa trong nhà thì mình sẽ là người làm. Khi vợ đi làm về mệt mỏi thì mình sẽ là người quan tâm chia sẻ. Chị thay đổi những gì khi lập gia đình? Puka, từ khi cả hai bắt đầu yêu, tôi đã xác định mối quan hệ lâu dài. Trong quá trình đó, cả tôi và Jin Tuấn Kiệt đã thay đổi từ từ để dần hòa hợp. Trước đây tôi là người tự lập, không thích dựa dẫm vào ai. Khi yêu Jin Tuấn Kiệt, tôi nhận ra mình cũng yếu đuối, cần lắm một bờ vai dựa vào mỗi khi buồn và gặp khó khăn. Cái tôi của mình cũng khá lớn, đặc biệt là chỉ hơn thua với người yêu. Sau đó tôi cũng kiềm chế lại và thay đổi rất nhiều. Anh chị dành cho nhau niềm tin ra sao? Puka, tôi không tự tin là mình xinh hơn những cô gái khác nhưng tôi luôn tự tin về bạn trai của mình. Tôi không sợ người yêu ngoại tình hay không trung thủy vì mình biết ở bản thân mình có điểm gì tốt hay để họ yêu mình. Bề ngoài nhan sắc không phải yếu tố đầu nên tôi không tự tin về điều đó. Jin Tuấn Kiệt, điện thoại của tôi thì vợ biết rất rõ. Ngoài bố mẹ, gia đình, công ty quản lý thì tôi rất ít bạn bè. Có khi nói chuyện với mẹ xong thì cả ngày tôi không đụng đến điện thoại. Đã chọn gắn kết thì phải tin tưởng, không có sự hoài nghi lẫn nhau. Puka lúc đầu tôi khá đắn đo, tôi từng đặt ra tiêu chí là sẽ yêu và cưới người hơn 5 tuổi. Khi gặp Jin Tuấn Kiệt, vấn đề tuổi tác cũng khiến tôi lo ngại. Tôi cũng tự đặt câu hỏi là bạn có trưởng thành, có chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình hay không? Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau đó tôi dần bị thuyết phục ở cách thể hiện của Jin Tuấn Kiệt, đổ gục lúc nào không hay. Mình chỉ sống một mình trên đời, tôi chọn người nào cho mình niềm vui hạnh phúc. Chuyện tình cảm tôi nghĩ một phần do duyên số, một phần do chính mình. Nếu mình cứ phân vân lựa chọn thì đôi lúc mình sẽ đánh mất cơ hội. Ở Jin Tuấn Kiệt có nguồn năng lượng tích cực mà tôi cần. Anh yêu thương quan tâm, chăm sóc chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi hai bên gia đình biết chuyện thì cũng không ai phản ứng mà rất ủng hộ. Lần đầu Jin Tuấn Kiệt về quê của tôi thì anh rất dạn dĩ nhiệt tình nên được bố mẹ tôi chấm điểm ngay từ đầu. Duyên Tuấn Kiệt, có lẽ tôi đơn giản hơn vợ nhiều. Vợ cho tôi cảm giác đây là nhà, muốn trở về và gắn kết. Tôi thấy vợ dễ thương, duyên dáng, thông minh, thú vị, nấu ăn ngon. Anh chị có sợ bị vỡ mộng hôn nhân? Puka, từ lúc mới yêu chúng tôi đã bộc lộ ra hết mọi ưu điểm khuyết điểm của nhau cho nên đã vỡ mộng từ đầu. Những gì xấu nhất của nhau cả hai đều biết, xong điều gì chưa tốt chúng tôi thay đổi để cả hai hòa hợp, thấu hiểu nhau hơn. Sắp tới anh chị có dự định ra mắt sản phẩm âm nhạc chung? Puka, tôi chỉ mới đóng MV cho chồng, tôi muốn được hát xong ca cùng chồng mà xin hoài anh không cho duyên tuấn kiệt tôi nghĩ mình đang bảo vệ cho vợ đấy chứ tuy nhiên trong tương lai biết đâu sẽ có nhiều điều bất ngờ không chỉ ở âm nhạc mà còn phim ảnh thì sao hai vợ chồng hy vọng sẽ luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ sinh năm 89 quê Đồng Tháp, là diễn viên của sân khấu thế giới trẻ, từng đóng nhiều phim điện ảnh như Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Mùa viết tình ca. Năm 2022 cô góp mặt trong phim Kẻ độc hành do Huỳnh Lập sản xuất. Duyên Tuấn Kiệt sinh năm 94 quê Thừa Thiên Huế, anh từng tham gia chương trình Sinh Mai Song 2018, đóng nhiều phim như Gia đình số 1, 100 ngày bên em, Biệt thự Pensy, Sút. Năm 2022 anh đoạt giải nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải ngôi sao xanh với phim Suiza hay Suiza.